Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Tôi lại quay trở lại để đánh giá thị trường giúp quý vị và các bạn. Hôm nay là một phiên giao dịch mà phải nói là rất rất nhiều cái cảm xúc, đúng không? Chỉ số hôm qua ấy thì nó giảm nhưng hôm nay thì nó lại tăng. Hôm nay chỉ số hôm nay có lẽ là nó là một cái đỉnh mới hoặc là nó bằng cái hôm cao nhất. Tôi nhìn nó cũng không rõ. Đấy. Thì cả cái buổi sáng là nó cứ dập dình và nó giảm, có những lúc nó giảm rất là sâu, khoảng cỡ khoảng 10 điểm, 9 10 điểm như đấy. Và đến chiều thì nó lại bùng nổ đấy, khoảng đây từ khoảng 2 giờ chiều nhá, chỉ 2 giờ chiều thôi bùng nổ. Thì cái việc bùng nổ này này nó không nói lên là thị trường nó vẫn mạnh hơn đâu. Nhưng nó nói cho chúng ta biết là cái dòng tiền ở ngoài nó vẫn đang còn mạnh. Đấy, và giá trị giao dịch là 26.500 tỷ, thì cái việc mà bùng như thế này này nó giúp cho cái chỉ số VN30, nó đẩy cái chỉ số VN30 lên mạnh thôi. Rồi VN30 lên mạnh này. Có nghĩa là nó giúp để nó hút tiền để bên bên có nghĩa là người ta đang 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 thiên về cái bên phái sinh nhiều đấy, quý vị và các bạn hình dung thế. Có nghĩa là đấy, long short ở bên phái sinh đấy mạnh. Đấy, và cuối phiên là người ta giật chỉ số để chốt lãi ở bên phái sinh là chính thôi, chứ còn không nói lên cơ sở mạnh đâu. Đấy. Và phiên giao dịch hôm nay là 26.500 tỷ là cũng cũng là khá lớn rồi, mặc dù là tiền nó có vẻ là giảm đi rồi đấy. Và khối ngoại thì hôm nay tích cực hơn, có nghĩa là bơm thêm vào khoảng 212,9 tỷ, là một con số nó cũng gọi là tích cực. So với tiền rút ra thì không là gì cả, nhưng nó là con số tích cực, nó không rút ra nữa mà nó bơm vào. Và như tôi nhận định từ trước ấy thì có lẽ là hết tuần này nó cũng không có vấn đề gì. Đấy, thì đến bây giờ là ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Chúng ta xem qua cái cây nến tuần, thì cây nến tuần của cái tuần này là vẫn là một cây nến xanh nhá, tăng điểm. Đấy, chưa chưa có cái dấu hiệu gọi là sụp đổ gì cả, nhưng mà nó đang tạo một cái đỉnh mới đấy, tạo một cái đỉnh mới. Và cái hành trình này ấy thì có một cái cú tăng thật mạnh sau đó mới sập, như tôi dự đoán trước hay không thì cũng không biết được nhé, không chắc, không chắc được, bởi vì là về cơ bản thì đấy, cái lượng tiền bơm vào là bao nhiêu, bơm vào thị trường là bao nhiêu thì chúng ta không đánh giá được đâu, không không đánh giá được. Tuần sau có nghĩa theo quan điểm của tôi là tuần sau nó sẽ là một cái tuần bản lề đấy, nó sẽ đánh giá xem là cái lực tiền nó còn đủ sức đẩy lên hay không thì là tuần sau. Và hai cái ngày cuối tuần sau là hai ngày rất quan trọng, là ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Đấy, thì cái cổ phiếu mà tôi cho quý vị và các bạn ngày hôm qua đấy thì hôm nay nó giao dịch cũng rất là khó khó chịu, khó lường nhá. Tất nhiên là tôi rất hy vọng chúng ta còn hai phiên nữa thì cổ phiếu mới về tài khoản, đúng không? Hai phiên nữa thì hy vọng là khi cổ phiếu về tài khoản, có nghĩa là ngày thứ ba đấy mới về tài khoản, thì hy vọng là quý vị và các bạn kiếm được lợi nhuận. Còn đi xa hay không thì cũng rất khó nói, ở cái giai đoạn thị trường nó phức tạp như này thì rất rất là khó nhá. Đấy, nhưng ở cái giai đoạn này này, quan điểm của tôi là quý vị cứ chỉ chơi một, chơi thì không đúng, nhưng mà đấy, lướt sóng hoặc là đầu cơ một hoặc hai cổ phiếu rác đấy, có khi lại đem lại cái lợi nhuận đáng kể và tỷ trọng bé thôi. Đấy, chúng ta cứ 5% hoặc 10% tài khoản chúng ta cứ vào ra đấy. Nhưng đừng đừng nếu mà đang đang ôm cái cổ phiếu này rồi nhá, thì đừng mua thêm nhiều đấy, chỉ nên có hai, một hoặc hai cổ phiếu rác tại một thời điểm thôi. Còn thấy cổ phiếu khác đẹp vậy thì phải dứt điểm, bán dứt điểm một cái cổ phiếu nào đó đi thì cả mua thêm đấy. Thì quan điểm của tôi là cái giai đoạn này là như thế, và nên dự trữ cái khoản dự phòng lớn. Tất nhiên là khi chúng ta dự phòng ấy thì thị trường nó lại không sập đâu, như tôi nói đấy là không sập, không nó lại không sập xuống đâu, và có thể nó lại vẫn tăng tiếp nhá. Thì cái đấy là cái của thị trường chúng ta không biết. Ví dụ con HPG này hôm qua nó như thế nhưng hôm nay nó lại tăng, nhưng tiền về cơ bản là dè chừng, là người ta cũng không dám vào mạnh, cũng không biết được là như nào. Nó cứ lình xình trong cuối nó đẩy một phát lên, thì người ta chỉ cần một lượng tiền nhỏ thì người ta đẩy giá, xong
nhỏ lẻ đu bám vào thì nó lại là một cái cục to nó xả ra đấy. Những cái thứ đấy là những cái thứ mà chúng ta không thể đoán được trước nha, đề phòng thôi đấy. Và nhìn VN30 này thì cái khối ngân hàng hôm nay là đỡ thị trường giai đoạn cuối, khối ngân hàng các bạn nhìn thấy khối ngân hàng đỡ thị trường nhé. Và khi mà thị trường nó ở tầm cao này này thì gần như là tiền nó đẩy lên thôi. Có rất nhiều người nhắn tin cho tôi nói đấy là lái không muốn đẩy lên hoặc là không muốn sập xuống. Thực ra ấy, lái người ta chỉ lái được chỉ một vài cổ phiếu thôi chứ người ta không lái được chỉ số thị trường đâu, tôi khẳng định luôn. Lý do ấy là cái chỉ số của thị trường này này nó là tập hợp của rất nhiều cái thứ, có rất nhiều người đưa ra dẫn chứng là lái dùng tiền để đẩy cổ phiếu HPG và cổ phiếu VIC vài cổ phiếu ấy thì sẽ đẩy được chỉ số thị trường, nhưng quan điểm của tôi là không không làm được đâu. Lý do ấy là những chỉ số này này cái lượng hàng nó rất là lớn ở cái mức giá cao như này này, muốn đẩy được nó ấy là phải cần rất nhiều tiền chứ không phải tiền ít đâu. Đấy thì các bạn hình dung nhà đội lái nào mà có phải hàng đấy, ví dụ như là cái mức giao dịch mấy chục nghìn tỷ một phiên như này ấy, đấy thì ông lái nào đấy, cái tổ chức nào phải cầm mấy chục nghìn tỷ để nhảy vào lái thì tôi nghĩ là rất là khó. Thì vì có nghĩa là người ta nắm quyền quyết định hết, người ta muốn mua ai bán ra người ta mua hết thì mới đẩy được chỉ số và mới đẩy được lên cao, nhưng mà như thế là khó, không đẩy được đâu. Nên là quan điểm của tôi ấy, cái thị trường lên hay xuống ấy là lái nó chỉ có tác động nhẹ ở từng cái thời điểm nhất định thôi, ví dụ như ATC hoặc là ATO ấy, hoặc là cái lúc 2 giờ ấy là thường hay có những cái cú đẩy thì lái tác động các, có nghĩa là tác động được vào, có nghĩa là khi mà người ta thấy đang có đà lên thì người ta đẩy thêm một cái nó lên mạnh lên để hút dòng tiền thôi. Còn cái chính ấy là vẫn phải là cái số đông mà đã thống kê trên thị trường Việt Nam rồi đến giai đoạn này ấy thì cái phần trăm nhỏ lẻ nó chiếm đa số. Đây các bạn có thể nhìn vào đây này, lái không là cái gì đâu các bạn hình dung thế, nên đừng đừng có tin là lái nó sẽ đẩy lên hay đẩy xuống. Các bạn nhìn cái số số tài khoản hiện nay, số tài khoản cá nhân nhé là 3,8 triệu đấy, cá nhân là 3,8 triệu nhé, tổ chức là 12.500 đấy, nước ngoài cá nhân là 34.600 còn tổ chức là 4.100. Các bạn hình dung thế. Còn tất nhiên đấy là cái cá nhân này này nó cũng có lái đấy, nó lái tổ chức lái rồi, cá nhân lái, tổ chức này nó mở cái tài khoản tổ chức, nhưng nó mở một tài khoản của tổ chức nhưng có khi có hàng chục cái tài khoản cá nhân hoặc là nhiều hơn đấy, và tiền người ta làm những cái động tác rất là khó và chúng ta không hình dung ra. Tuy nhiên đấy là so với cái lượng tiền cá nhân đấy là không ăn thua đâu, lượng tiền của từng cá nhân một nó mới nhiều, và những cái cá nhân này này góp tiền vào thì đấy có nghĩa 95% cái tài khoản mà thua lỗ ấy, nó nằm ở cá nhân này, nó gom gom tiền vào để hun vào cho 5% là kiếm được tiền đấy. Đấy là cái nguyên nguyên tắc, nguyên tắc làm giàu, nguyên tắc bán hàng các kiểu nó đều như thế cả đấy, nên là nếu như không phòng bị ấy là sẽ bị tung không còn mảnh giáp đâu đấy, tôi khẳng định luôn nó là cái điều chắc chắn nhá. Còn chúng ta sẽ không bao giờ biết được là nó có thể sập hay không. Hiện tại là cây nến tuần hôm nay này quyết định được cái cây nến tuần là rất là đẹp rồi, nó đầy số rồi, và hy vọng tuần sau ấy nó sẽ bùng nổ, và tuần sau nó sẽ là cái tuần bản lề đấy. Nếu mà nó lên được thì tuần sau nó sẽ vượt lên rất là mạnh đấy, và tuần sau có lẽ là nó sẽ chinh phục cái ngưỡng 1.500 này là trong cái tuần sau nếu như tiền rất mạnh. Còn nếu mà tiền yếu ấy thì mấy cái cây này ấy, nó hút tiền cũng khá là lớn rồi đấy. Ở đâu đó thì thấy cái chỉ số margin ấy, thấy mọi người đang đưa đồn cái thông tin gọi là margin ở trên thị trường nó đang khoảng 160.000 tỷ thì con số đấy nó không là cái gì cả. Tôi nghĩ nó phải lên đến 200.000 tỷ rồi đấy. Đấy. Chứ 160 mấy nghìn tỷ thì tôi nghĩ là không không lớn đâu. Đây này. Đây các bạn hình dung ra cái giai đoạn này 200 cổ phiếu tím lịm. Toàn cổ phiếu ở những đấy, cổ phiếu nhỏ lẻ nó có cả cổ phiếu lớn nha. Và nhóm bất động sản là có mặt nhiều đấy, có mặt bất động sản nhé. Đấy thì nó có cái thông tin là chỉ số cái margin nó đang ở mức cao thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó phải lên đến 200.000 tỷ, còn để sập được thì chắc là khoảng 300.000 tỷ là chắc là khó chịu, không chịu được nha.
Và hôm nay ấy, thì tôi lại có nhiều bạn bạn ấy nói là xem cái dòng thép thì xem luôn cái cổ phiếu HSG, thì đây tôi cho luôn các bạn cái bộ thông số cổ phiếu HSG một cách miễn phí ở trên kênh luôn. Thì hôm nay cái chương trình của tôi cũng có một cái sự thay đổi là tôi cho luôn cả ba cái dòng tiền hoạt động kinh doanh này, dòng tiền hoạt động đầu tư này và dòng tiền hoạt động tài chính, đơn vị là triệu, đơn vị là triệu. Có nghĩa là ở đây là đơn vị là triệu ấy, thì con số này nó là 758.000, 758 tỷ đúng không? Đấy. Cái này là 758 tỷ. Đơn vị ở đây tôi cho là triệu triệu đồng nhá. Đấy thì nói về HSG thì các bạn hình dung ra đây, cái thông số này ấy, thì nó đã là cái thông số của quý 4 năm 2021 rồi. Tôi không hiểu con HSG này nó đấy có cái sự lệch thông số kiểu gì đấy, thì đây các bạn hình dung ra HSG. Quý đây nó đã hiện lên là quý 4 rồi. Có nghĩa là nó khác với các cái cổ phiếu khác nhé. Cái này nó đã sang quý 4 rồi. Các bạn có thể xem vào những cái trang khác. Cái dữ liệu của tôi ấy thì phải sử dụng của rất nhiều cái công ty ấy. Có cả cái phần mua chứ chứ nó một công ty nó không đủ. Một công ty là nó không đủ. HSG nhé. Một công ty là nó không đủ các thông số. Đấy, quý 4 của 2021 rồi đấy. Có nghĩa là cái thằng HSG này này là cái đấy cái dữ liệu kết thúc năm của nó khác với các cái công ty khác, nên là cái thông số mà có được của thằng HSG này là hết năm rồi nhá, quý 4 của 2021 rồi. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy này, về cơ bản ấy thì nó cũng không chưa có gì xấu. Đấy, chưa có gì xấu. Cái tốc độ vòng quay hàng tồn kho của nó thì hơi nhỉnh hơn một tí, nó cũng không đáng kể, nó cũng gần như là giữ nguyên so với năm 2020 thôi. Đấy. Nhưng nhìn vào đây ấy, thì chúng ta thấy là nó có lẽ là nó vác tiền đi nó trả nợ cái lãi vay ấy, nên cái dòng tiền hoạt động tài chính của nó là âm. Đấy, nó cứ hàng năm nó vác tiền thì trả lãi vay. Hoạt động đầu tư ấy thì nó cũng chỉ có một chút thôi, chỉ có cái năm này, này là đầu tư mạnh này. Thì cái lượng tiền nó lớn thì đấy, còn lại thì nó cũng một chút thôi. Về hoạt động kinh doanh thì dòng tiền của nó vẫn đang tốt. Đấy, vẫn đang tốt. Tôi đánh giá cái dòng tiền hoạt động kinh doanh của nó như này đang còn bền hơn cả cái thằng HPG cơ. Nhưng cái chỉ số của thằng này ấy, nó lại không đẹp bằng thằng HPG đâu. Không đẹp bằng nha. Đấy, không đẹp bằng thằng HPG. Đấy, cái khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán lãi vay của nó là đang xấu đi đấy, nó đang xấu nhé. Cái chỉ số này này là nó phải lớn hơn 0,5 thì nó mới an toàn. Đấy, nhưng mà nó nhỏ hơn 0,5 nên cái khả năng thanh toán lãi vay của nó có vấn đề. Vì thế nên nó mới có một cái cú sập năm ngoái đấy. Năm ngoái nó có một cái cú sập rất là mạnh. Trước trước dịch ấy, trước 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 20 trước tháng 3 năm 2020 ấy là nó có một cú sập là vì nó vác tiền đi đầu tư mạnh. Đây nhá, đây là 2018 này, đây là dòng tiền 2019 này. Cái này là quý, cái này là quý nhá. Quý. Nhưng mà cái này này là cái này là dòng tiền hoạt động kinh doanh theo quý. Đấy, nếu mà tôi mà có một cái không gian lớn hơn ấy thì tôi sẽ làm thêm cái dòng tiền hoạt động kinh doanh theo ba cái năm này, 2018, 2019, 2020 thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chỗ này này mà làm theo năm ấy thì nó cũng được, nhưng mà nó lại bị cái dở ấy là chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ bốn quý, và cái bốn quý của cái dòng tiền này thì nó quan trọng hơn là theo năm, nên tôi để ở đây là bốn quý. Đấy. Đấy thì cơ bản con HSG này thì nó cũng là bị cái sử dụng cái đòn bẩy tài chính cao. Đấy, nó đang hơn 2, đấy, hơn 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 2 2 lần, 2,5 lần. Đấy, là một cái hạn chế nhá. Và các cái thông số này của nó là đấy, nó xấu đây, nó sập cái lúc này là 2018 sang 2019 là nó bị sập, nhưng các cái thông số
thanh toán của nó kém đi mà nó bị sập xuống đấy các cái nha. Còn về đồ thị kỹ thuật thì đấy nó cũng có cái dấu hiệu phân phối ở đây này đấy, và ở đây nó cũng đang có một loạt các cái cây phân phối rồi đấy. Còn cái phiên này ấy, thì cũng không nói là tiền nó sẽ quay lại, chưa chưa chắc chắn đâu nhá, nó chỉ đẩy nhẹ thôi, cũng không biết được là nó sẽ thế nào. Thì những cái phiên này là phiên mà lái nó sẽ tác động một cây ATC nhé, thì nó có thể bật xanh nhẹ nhưng mà cũng không nói là sẽ lên đâu. Thì đấy hôm nay tôi sẽ cung cấp thêm cái bộ thông số của HSG. Còn về cơ bản đấy thì nếu như những cái cổ phiếu nào mà có rất nhiều bạn đề nghị ấy, thì tôi sẽ cung cấp miễn phí, bởi vì là tôi sẽ phục vụ số đông khán giả là chính thôi chứ không phục vụ riêng từng người. Còn những bạn mà muốn bộ thông số này riêng cho bạn ấy, cổ phiếu riêng cho bạn ấy thì bạn phải trả phí thôi nhá. Bạn muốn thì inbox cho tôi và trả phí thì các bạn sẽ được cái bộ thông số này và đấy cái đồ thị kỹ thuật này nhá. Thì trên cái đồ thị kỹ thuật là nó sẽ có các cái điểm mua bán và chúng ta xem dòng tiền hôm nay nó như thế nào. Hôm nay dòng nhựa cũng có vẻ là có tiền vào đấy, chủ yếu là các cái cổ phiếu đất nhé, các cổ phiếu đất dòng tiền đang rất là mạnh ở các cái cổ phiếu đất. Tất nhiên là giai đoạn này là nó nguy hiểm rồi nhưng mà tùy các bạn thôi. HAG này nhé, để tăng này HQC, thằng ITA nó vẫn tăng nhé. FLC thì FLC có cái hình ảnh Trịnh Văn Quyết trèo hái dừa đấy, thì mọi người nghĩ là sẽ ấy nhưng mà quan điểm của tôi là tôi cũng không không mua FLC giai đoạn này. Tôi không mua giai đoạn này là tôi chơi theo kiểu cờ bạc tí cho nó vui thôi, và tôi vẫn giữ cái tài khoản của tôi an toàn đấy, tôi bảo toàn cái lợi nhuận của tôi làm được từ Tết đến bây giờ là tôi bảo toàn, tôi không muốn gọi là làm hỏng cái bữa tiệc lớn của tôi, nên là tôi chỉ dùng khoảng 20% tài khoản để tôi vào tôi giao dịch rồi. HPG nhá, Fit Fit có dấu hiệu quay trở lại hay sao thì không biết, thì các bạn tự đánh giá nhé. Rốt HTV, LDG vẫn tăng nhé, HHV, An Phát Holding thì nó có cái tín hiệu mua từ cây này nhé. Đấy. Và nếu chỉ cần mua theo đúng cái tín hiệu mua thôi ấy, thì cái xác suất thành công như tôi nói đấy là nó khoảng 70%, 70%, 70% nhé. Giai đoạn này tôi giữ an toàn là trên hết TTF đấy, còn TTF thì nó vẫn vào mạnh nhé, TTF hôm nay vẫn vào mạnh đấy, nó không tăng, nó không tím nhưng mà tiền nó vào mạnh đấy. CTG thì hôm qua nó lại xuất hiện cái tín hiệu bán, cái xuất hiện tín hiệu bán này này nó cũng chưa chưa hẳn đã bị bán đâu, nhưng mà thông thường ấy là xuất hiện tín hiệu bán thì tôi không bao giờ tôi mua đấy, bởi vì là nó chỉ có xác suất đúng 70% thôi mà đấy, ví dụ như xuất hiện tín hiệu bán này thì tôi không bao giờ tôi mua cái cây này đâu đấy, khi nào đợi nó khi nào nó mua lại. Đấy, các bạn hình dung là nó xuất hiện tín hiệu bán rất là lâu sau, có thể nó không sập xuống nhưng mà còn lâu sau nó mới lên, còn xuất hiện tín hiệu bán này dập xuống ngay. Đấy. Và cuối cùng thì một lần nữa là chúc quý vị và các bạn bình an. Đấy. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận từ những cái cổ phiếu mà tôi đấy cho quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đã có cho quý vị và các bạn thêm một cổ phiếu nữa là LGL nhé, LGL, bởi vì hôm nay tôi phát hiện ra là nó xuất hiện cái điểm mua này này, đấy, xuất hiện tín hiệu mua.
Đấy, cái lý do tôi cho quý vị và các bạn đấy là như thế. Còn 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 nó có tăng đây, cái dòng tiền thì bắt đầu nó vào là từ cái đoạn này này nhá. Nhưng cái con này này tôi không chú ý từ cái đoạn trước, lý do con này nó là cái con gọi là cờ bạc thôi, nó không có cơ bản tốt đâu, cho nên là chúng ta chỉ đấy như tôi nói đấy, là nếu như các bạn dùng 5% tài khoản hay 10% tài khoản mua đấy, và phải sẵn sàng chịu lỗ khoảng 20% khi nó về tài khoản 15 đến 20% ấy. Thực ra từ 10 đến 20% thôi, cứ T cộng 3 nó về có khi là lỗ đến 15% phải bán, ví dụ thế. Hoặc bán, nhưng đây này các bạn, ví dụ như mua đây nhá, nó giảm xuống đây là lỗ nặng đấy. Đấy, nhưng mà khi mà nó giảm cái này ấy, xuống đây ấy, thì phần lớn là chúng ta sẽ phải cắt lỗ, không không đợi được nó quay lên đâu nhá. Đấy, và hy vọng là những bạn mua được hôm nay, nếu như bạn nào mà chất giá giá cao hôm nay ấy, thì có thể mua được ấy, chất giá tím ấy, mua ngay ngay cái lúc tôi nói buổi chiều tôi thấy là nó bán dập xuống một phát, thì nếu như các bạn chất giá tím là các bạn sẽ mua được đấy nhá. Con đấy là con LGL đây này, các bạn hình dung ra đấy. Lúc tôi cho các bạn là lúc tôi cho các bạn ấy là nó mới giao dịch được 800 thôi, 600 hay 800 lên đây rồi này. Đấy, và bây giờ nó gấp đôi lên, có nghĩa là nếu bạn nào mà chất giá tím ấy là hôm nay đã mua được rồi. Tôi thì tôi hôm nay tôi chưa mua cái cổ phiếu này, lý do là tôi đang có cái cổ phiếu này rồi. Và quan điểm của tôi là chỉ nên có 1 đến 2 cổ phiếu mà chúng ta chơi cái kiểu bài như này thôi. Khi nào tôi ăn xong cái con này tôi sẽ tìm được một cái con khác nhé. Đấy, và cái giai đoạn này thì chúng ta có rất nhiều rủi ro nên các bạn phải tự đánh giá được, tự quản lý được rủi ro để tham gia hay không tham gia. Đấy, và tôi cung cấp là cung cấp khi mà tôi phát hiện ra nó có cơ hội tôi cung cấp cho các bạn thôi, còn các bạn phải đánh giá thêm nhé. Đấy, và chúc quý vị và các bạn bình an, kiếm được nhiều lợi nhuận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.